Vậy là sau nhiều ngày chờ đợi thì cuối cùng iPhone 14 series đã chính thức ra mắt trong sự kiện Fairout của Apple, được diễn ra vào lúc 0 giờ ngày 8 tháng 9 giờ Việt Nam. Có quá nhiều sự thay đổi thú vị trên iPhone 14 series năm nay. iPhone 14 series bao gồm 4 mẫu: iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro và iPhone 14 Pro Max. Trong đó, iPhone 14 Plus sẽ là phiên bản mới để thay thế cho iPhone 13 mini trước đây. Ở iPhone 14 và iPhone 14 Plus, thiết kế vuông vức không đổi, được vát phẳng, mặt lưng làm từ kính cường lực kết hợp với khuôn viền làm bằng thép không rỉ. Vẫn là màn hình dạng tay thỏ quen thuộc, kích thước 6.1 inch cho iPhone 14 và 14 Plus có kích thước là 6.7 inch, tất cả đều sử dụng màn hình OLED, độ sáng tối đa 1200 nits, hỗ trợ Dolby Vision. Thay vì trang bị chip đời mới nhất cho tất cả các mẫu như thế hệ trước, Apple đã quyết định phân loại rõ ràng giữa hai dòng iPhone 14. Ở phiên bản iPhone 14 và iPhone 14 Plus, có thể nói là bình cũ rượu mới khi vẫn sử dụng con chip A15 như thế hệ trước, nhưng được nâng cấp hơn với 5 lõi GPU và 6 lõi CPU, hỗ trợ kết nối 5G. Ngoài tính năng cảnh báo va chạm, iPhone 14 và 14 Plus còn được trang bị tính năng cuộc gọi iOS khẩn cấp qua vệ tinh. Điều này giúp cứu mạng người dùng trong những tình huống khẩn cấp nơi không có mạng di động. Bộ đôi sử dụng hệ thống camera với cảm biến 12MP, kích thước điểm ảnh 1:9 micromet, hộ độ 1.5 và hỗ trợ chống rung quang học OIS. Khả năng chụp đêm cũng được cải thiện hơn 49%, cho ra những bức ảnh màu sắc rực rỡ hơn, ánh sáng tốt hơn. Camera trước có độ mở 1.9 và tính năng lấy nét tự động. Ngoài ra, camera trên iPhone 14 còn có tính năng Action Mode. Ở iPhone mới năm nay, Apple đang thúc đẩy sự phát triển của eSIM, tăng tính bảo mật và an toàn cho người dùng. Toàn bộ iPhone mở bán ra tại Mỹ sẽ không còn có khe cắm SIM nữa. iPhone 14 vẫn sẽ duy trì cổng sạc Lightning thay vì USB-C như các tin rò rỉ trước đây. iPhone 14 Plus được Apple coi là chiếc iPhone có pin tốt nhất từ trước đến nay. Ở phiên bản iPhone 14 và iPhone 14 Plus, máy có 5 màu sắc tùy chọn, đó là đen, trắng, đỏ, xanh dương và tím. Theo đó, giá bán của iPhone 14 là 799 USD, iPhone 14 Plus là 899 USD. Trong khi đó, iPhone 14 Pro và iPhone 14 Pro Max thật sự lột xác và nâng cấp mới hoàn toàn. Ngoài việc giữ nguyên kích thước như dòng Pro năm ngoái, iPhone 14 Pro còn có màn hình 6.1 inch, còn màn hình của iPhone 14 Pro Max có kích thước lớn hơn với 6.7 inch. Thì đúng như lời đồn, hai phiên bản Pro có thiết kế khác biệt so với thế hệ trước. Thay vì là màn hình tay thỏ thì nó trở thành màn hình viên thuốc để đặt camera và cảm biến Face ID vào bên trong màn hình. Điều thú vị là các thông báo trạng thái sẽ xuất hiện từ hai bên của phần viên thuốc này và vô khuyết viên thuốc sẽ tự động kéo dài khi thực hiện cuộc gọi, điều hướng, nghe nhạc, tạo ra sự liền mạch. Tính năng này gọi là Dynamic Island. Các phiên bản Pro có tính năng màn hình luôn mở Always On Display, tự động làm tối hình ảnh, giảm tần số quét để tiết kiệm năng lượng. So với hai phiên bản trước, bản Pro có độ sáng cao hơn lên tới 1.600 nits, có thể lên tới tối đa 2.000 nits khi xem video. iPhone 14 Pro và iPhone 14 Pro Max sử dụng chip A16 Bionic, sử dụng trên tiến trình 4 nanomet, gần 16 tỷ bóng bán dẫn, bên trong gồm 6 lõi. Hai lõi hiệu suất cao sử dụng điện năng lượng ít hơn 20%. Hiệu năng của vi xử lý vượt trội so với những đối thủ chạy Android mạnh nhất trong năm 2022. Camera chính trên iPhone 14 Pro và 14 Pro Max được nâng cấp lên 48MP sau nhiều năm dùng độ phân giải 12MP. Kích thước cảm biến lớn hơn 65% so với thế hệ trước, nâng cấp toàn diện khả năng chụp đêm, cho khả năng chụp ảnh Pro siêu chi tiết, có thể nói camera được nâng cấp lớn nhất từ trước đến nay. Cùng với đó, camera cảm biến rộng và cảm biến siêu rộng cùng với camera selfie có độ phân giải là 12MP. Máy được trang bị 6GB RAM LPDDR5 cho tốc độ nhanh và tiêu thụ ít năng lượng hơn. Máy có 4 tùy chọn bộ nhớ trong, 128GB, 256GB, 512GB và 1TB. Ở phiên bản iPhone 14 Pro và iPhone 14 Pro Max sẽ có 4 màu, đen, bạc, vàng và có thêm màu tím khá nổi bật. Điều đáng bất ngờ là với mức giá vẫn giữ nguyên như cũ chứ không hề tăng hơn 100 USD như lời đồn trước đó. Cụ thể, giá bán iPhone 14 Pro là 999 USD, iPhone 14 Pro Max sẽ có giá bán là 1.099 USD. Dòng iPhone 14 tại thị trường Việt Nam sẽ có mức giá bán dự kiến như sau. iPhone 14, iPhone 14 Pro và iPhone 14 Pro Max sẽ có giá bán không đổi. Riêng iPhone 14 Plus phiên bản mới nhất năm nay sẽ có giá bán là 27.990.000 đồng. Còn các bạn cảm thấy iPhone 14 series năm nay như thế nào thì hãy để lại ý kiến ở phần bình luận nhé.